thương hiệu bố già không còn nữa. Bây giờ đây người ta không gọi là bố già nữa, người ta gọi tôi là cáo già. Cái cáo già quá nên làm trò này trò kia để ra. Nhưng mà thưa quý vị, người ta hỏi tôi công thức để thành công thì tôi chỉ trả lời một câu đơn giản thế này thôi: bạn đừng nghĩ đến là bạn làm điều đó để được cái gì. Tôi đúng là đàn ông, tôi nói mình là không phát biểu đâu, không muốn phát biểu vì lời nói nào của tôi cũng bị bóp méo, bị giật, bị bẻ, bị làm những điều nó khác, nó không phải là con người của tôi. Nhưng tại sao tôi vẫn nói? Tôi về tối nay, mỗi một lần tôi là đàn dân, tôi đêm về tôi đều tự trách bản thân mình lắm, vì tôi không biết cách làm khác. Khi tôi mở miệng ra, tôi chỉ muốn chia sẻ những gì tôi nghĩ trong đầu, nó dạy tôi thế nào thì tôi làm như thế. Và quý vị nghĩ tôi mạnh mẽ không? Tôi âm thầm bước qua những điều đó, chỉ có tôi mới biết thôi. Nhưng tôi không mang trách, tôi nói cuộc đời mà muốn đứng ở cái vị trí mà người khác không đứng được, phải nhận được những nỗi đau mà người khác không chịu được, là chấp nhận cái kiếp người làm nghệ sĩ, là chấp nhận khen chê phê bình. Khi bạn nhận được, đâu ai đòi là đây tôi cho bạn nói gì, đâu ai nói gì. Cho nên khi mà mình mất, mình bị thì mình đừng than vãn. Cho nên tôi âm thầm cái gì được, tất cả những điều đó có thể tôi nghĩ đấy là đó là những gì phải kèm theo của một kiếp người, có những nỗi đau phải xảy ra để làm tiền đề để những điều tốt đẹp khác được xảy ra. Và để những điều tốt đẹp mà tôi sắp làm, tôi chấp nhận những nỗi đau này một cách tự nguyện.